Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thôn Phệ Tinh Không tập 235. Ở cuối tập trước, sau khi cái nhẫn thế giới này vẫn luôn do một khôi lỗi cơ giới cấp G khống chế. Do đó cũng không có sinh mạng ấn ký, là một vật vô chủ. Lúc này La Phong mặc Hắc Y khống chế lực thế giới thẩm thấu vào dò xét. La Phong mặc Hắc Y tỏ ra rất vui vẻ. Quả nhiên có 100 vạn khôi lỗi cơ giới, đều là khôi lỗi cấp F9, mỗi con đều hoàn hảo. Lúc trước từng lấy được ước 53 vạn khôi lỗi cơ giới, nhưng chúng đều bị hỏng hạch tâm năng lượng sau khi phân thân kim giác cự thú công kích. Còn thứ trong nhẫn thế giới này đều không hề hư hao gì. La Phong, La Phong. Một thiếu niên cao ước 1,5 thước, trông giống như Ba Ba Tháp chạy tới. Ba Ba Tháp. La Phong nhìn lại. Ba Ba Tháp là sinh mạng trí năng, do đó nó có thể dễ dàng khống chế của thân thể cơ giới. Hồ Diên Bác, chủ nhân vẫn mặc tinh năm đó, đã cấp cho Ba Ba Tháp một thân thể, cũng dùng loại phương pháp này. Nhưng sử dụng một thân thể kim loại là cách làm rất bình thường, đối với bản thân Ba Ba Tháp cũng không có trợ giúp gì lớn. Sinh mạng trí năng tu luyện tiến hóa khó khăn cực cao. Trừ phi tìm được một viên tiến hóa tâm dung nhập vào thân hình kim loại, sau đó cho sinh mạng trí năng nhập vào đó, thì sinh mạng trí năng sau này sẽ 100% dung hợp với thân hình kim loại, cũng như linh hồn đối ứng với thân thể. Sinh mạng trí năng cũng cần có thân thể chân quý để có thể tiến hóa. Thứ nhất, sau khi 100% dung hợp với thân hình, cảm ứng mức độ rõ ràng về quy luật vũ trụ cũng sẽ tăng vọt, ít nhất có thể đạt tới mức sánh ngang với trình độ của cường giả nhân loại bình thường. Còn những sinh mạng trí năng không có thân hình tiến hóa như Ba Ba Tháp có lẽ có thể miễn cưỡng tu luyện cảm ngộ, nhưng dù cho tỷ tỷ năm cũng đừng nghĩ tới việc trở thành bất hủ. Còn có tiến hóa tâm sẽ có tư cách trở thành cường giả chính thức tộc cơ giới. Thứ hai, khi tiến hành tu luyện, thân hình cường giả tộc cơ giới sẽ không ngừng cường hóa, hơn nữa sự mềm dẻo, tính cứng rắn của thân hình đều rất hoàn thiện, cũng giống như một thân thể chính thức. Do đó tiến hóa tâm rất trọng yếu. Thế nhưng, tiến hóa tâm chỉ có tộc cơ giới mới có. Đây là hạch tâm quý giá vô cùng đối với tộc cơ giới, do đó tộc quần tộc cơ giới quản lý tiến hóa tâm vô cùng nghiêm khắc, cấm tộc nhân cơ giới tự mình buôn bán tiến hóa tâm. Điểm này sớm đã đưa vào chương trình trung tâm của mỗi một tộc cơ giới. Tộc cơ giới có thể đưa ra hàng loạt tiến hóa tâm, đào tạo ra rất nhiều tộc nhân cơ giới. Nhưng chúng tuyệt đối không bán tiến hóa tâm, cho dù ra giá cao tới đâu cũng không được. Do đó trong nhân loại, yêu tộc, rất nhiều ngoại tộc muốn mua một viên tiến hóa tâm là cực kỳ khó khăn. Vì tìm được tiến hóa tâm rất khó khăn, nên tiến hóa tâm xem như chỉ tộc cơ giới mới có. Do đó, mỗi một quả tiến hóa tâm đều có giá trên 100 ức đơn vị hỗn nguyên, cơ hồ là toàn bộ tài sản của một thần linh bất hủ cấp phong vương. Trừ phi những người đó ấy xem sinh mạng trí năng trở thành huynh đệ sinh tử của mình, hoặc là một siêu cường giả có một khoản tiền khổng lồ, nếu không căn bản cũng không thể mua được một quả tiến hóa tâm. Tạm thời Ba Ba Tháp cũng không dám nghĩ tới tiến hóa tâm. Nó cũng chưa từng có tiến hóa tâm, có thể có một thân hình kim loại là nó cũng đã rất thỏa mãn rồi. La Phong, ngàn vạn đừng cố ép những khôi lỗi cơ giới hoàn hảo ấy nhé. Ba Ba Tháp hô. Hả? La Phong mặc Hắc Y cúi đầu nhìn thiếu niên Ba Ba Tháp. Những khôi lỗi cơ giới hoàn hảo ấy đều có thủ đoạn chống tấn công. Một khi cưỡng ép, sẽ khiến cho nó kích hoạt trình tự tự bạo. Ba Ba Tháp vội nói. Bây giờ cường giả tộc cơ giới cách chúng ta vô cùng xa, không thể khống chế khôi lỗi cơ giới. Nhưng là một khi cố ép nó tự bạo thì rất tiếc. Hả? Không có cách nào khống chế à? La Phong mặc Hắc Y hỏi. Đương nhiên có biện pháp khống chế, chỉ là năng lực xâm nhập của ta không đủ. Ba Ba Tháp cười nói. Do đó bất tất cưỡng ép, lấy nó ra, sau đó bán thẳng. Như một vài ngành trong công ty vũ trụ giả định hoàn toàn có năng lực để có thể dễ dàng hạ nó, chỉ cần trả cho họ một khoản tiền là được. La Phong gật đầu. Những khôi lỗi này nên giao cho nhân viên chuyên nghiệp. Sao? Kiểm tra xong chưa? La Phong mặc Hắc Y nhìn Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp gật đầu. Đã kiểm tra xong, cả phi thuyền kim tự tháp tổn hại có rất nhiều vật phẩm, tổng cộng có thể phân ra 4 loại vật phẩm. Loại đầu tiên là bản thân phi thuyền kim tự tháp tổn hại này. Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F9, phối hợp với năng lượng phòng ngự cực cao. Vòng bảo vệ năng lượng còn cao cấp hơn vẫn mặc tinh hào một bậc. Đáng tiếc trong lúc công kích lúc trước đã bị hủy mất. Phi thuyền đã vỡ ra, nên giá trị của nó chủ yếu là vô số kim loại cấp F9 làm thân tàu. Tổng giá trị của nó cũng cỡ 500 vạn đơn vị hỗn nguyên thôi. Loại thứ hai là con rối kim loại cấp G. Một con rối kim loại cấp G, mặc dù không phải con rối cỡ lớn, nhưng dù sao cũng làm bằng kim loại cấp G. Lượng dùng còn nhiều hơn huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài của ngươi nhiều, phòng trừng giá cỡ 2.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Loại thứ ba là 53 vạn khôi lỗi cơ giới đã hư hỏng năng lượng hạch tâm mà ngươi bắt được, cộng với 100 vạn khôi lỗi cơ giới hoàn hảo. Tổng giá trị theo đánh giá là 8 ức đơn vị hỗn nguyên. Loại thứ tư, cũng là chân quý nhất, là mớ dụng cụ quý giá ở khoang hạch tâm.
Những dụng cụ ấy đều chế tạo bằng kim loại cấp G, kim loại cấp F, trình tự năng lượng vô cùng phức tạp. Ta không dám tra xét rõ ràng, nhưng chỉ cần bản thân những dụng cụ kim loại ấy cũng đã có giá trị trên 10 ức. Trình độ kỹ thuật, các loại thủ đoạn lại càng phức tạp, giá của nó phòng trừng cực cao. Về phần rốt cuộc cao tới đâu thì ta cũng không thể xác định. Bốn loại này, tổng giá trị sẽ rất cao, ít nhất cũng nhiều hơn những chiến lợi phẩm của La Phong ngươi tìm được hơn 1.000 năm qua. Chiến lợi phẩm hơn 1.000 năm cộng lại, phòng trừng cũng chỉ vài ức đơn vị hỗn nguyên, thua xa lần này. La Phong gật gật đầu, nở nụ cười. 3 năm không bán, bán là ăn 3 năm. Mình đối phó với loại cường giả có bối cảnh này, quả là kiếm được rất khá. Mình vẻn vẹn chỉ bắt một trong 9 phi thuyền nền, đã thu hoạch lớn như vậy. Tài sản cường giả tộc cơ giới đích xác làm La Phong phải giật mình. Làm sao bán? La Phong suy tư. Ta cho ngươi một đề nghị. Trước hết hỏi giá công ty vũ trụ giả định, cũng có một con số chắc chắn. Ba Ba Tháp nói. La Phong gật đầu. La Phong đầu tiên thông qua máy thăm dò, kiểm tra hết các loại vật phẩm. Toàn bộ dữ liệu thu lại, sau đó mô phỏng ra trong vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy, trang viện của La Phong. La Phong điện hạ tôn kính, rất vinh hạnh gặp ngươi. Có thể được điện hạ mời, rõ là một vinh dự cho Nặc Tư Vu ta. Thần linh bất hủ mặc trường bào màu xanh lá hoa lệ, đầu rất to, có một đôi mắt cá chết, rất khiêm tốn khom người tỏ vẻ tôn kính với La Phong. La Phong chính là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, địa vị cực cao. Cảm ơn. La Phong mỉm cười. Ngươi xem này. La Phong chỉ vào vùng đất trống bên cạnh. Trên đất trống đang có một chiếc phi thuyền kim tự tháp bị tổn hại. Đây đều là mô phỏng ra. Đây là... Nặc Tư Vu nghi hoặc. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Ta muốn hỏi một chút, ngươi là chủ quản ngành thu mua của tổng bộ, có thể đưa ra giá gì nào? La Phong hỏi. Công ty vũ trụ giả định đương nhiên có ngành thu mua. Bình thường thu mua đều cho một vài chức năng phụ trách cao cấp một chút thì cho một vài thành viên nội bộ phụ trách. Loại như Nặc Tư Vu là chủ quản ngành thu mua của tổng bộ, bình thường đều gặp mặt bất hủ cấp phong vương. Phi thuyền này đã tổn hại, phòng trừng mấy trăm vạn đơn vị hỗn nguyên thôi. Nặc Tư Vu tùy ý nói, thường xuyên giao tiếp với bất hủ cấp phong vương, hắn căn bản không quan tâm tới giao dịch mấy trăm vạn đơn vị hỗn nguyên. Chiến lợi phẩm chính thức đang ở trong phi thuyền. La Phong cười nói, đi theo ta. Hả? Nặc Tư Vu kinh ngạc, hắn tò mò theo chân vị thân truyền đệ tử Hỗn Độn Thành Chủ này, cùng đi vào phi thuyền kim tự tháp tổn hại. Đây là phi thuyền tộc cơ giới, hẳn là một tộc cơ giới rất có thân phận. Nặc Tư Vu nhìn một vài trang sức, cách điệu trong phi thuyền, liền cười bình luận. Khi hắn đưa mắt nhìn thấy con rối kim loại cấp G, hắn liền gật đầu tán thưởng. Con rối kim loại cấp G, bản thân kim loại cũng trị giá 2.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đây là ta 153 vạn khôi lỗi cơ giới do ta bắt. Trong đó có 53 vạn bị hỏng, 100 vạn cái hoàn hảo. Đây là hàng mẫu của thứ bị hỏng, đây là hàng mẫu của thứ hoàn hảo. Đây là dụng cụ chân quý nhất ta tìm được. Dụng cụ này có thể bố trí một công kích rất mạnh, có thể vây khốn cả siêu cường giả phong vương. Quan khán xong, Nặc Tư Vu rất chấn động. Vì cho dù là bất hủ cấp phong vương, tài sản trên trăm ức đơn vị hỗn nguyên cũng rất ít khi một lần giao dịch, mà có ngạch độ lên tới vài chục ức đơn vị hỗn nguyên. Những khôi lỗi cơ giới ấy, tổn hại rất nhẹ, chỉ là năng lượng hạch tâm bị chấn động đến mức vỡ ra, không thể vận chuyển, các bộ phận trọng yếu đều không có vấn đề gì. Hơi khôi phục một chút là được. 153 vạn khôi lỗi cơ giới, cho dù ở tộc cơ giới cũng cực phẩm cấp F9. E rằng cũng phải ngoài trăm đơn vị hỗn nguyên. Nếu trong nhân loại chúng ta, giá thành chế tạo còn cao hơn tộc cơ giới. Trung bình mỗi cái đại khái cần 1.000 đơn vị hỗn nguyên. Do đó ta có thể cho ngươi 15 ức đơn vị hỗn nguyên. Đương nhiên, quý giá như là mớ dụng cụ này, mớ dụng cụ đó sử dụng nguyên liệu cực cao. Quan trọng nhất chính là rất nhiều kỹ thuật vận dụng xem như tuyệt đỉnh kỹ thuật của tộc cơ giới. E rằng phải do cường giả cấp vũ trụ tôn giả tự tay mất không ít tâm lực chế tạo ra. Muốn mời đại sư cấp vũ trụ tôn giả tộc cơ giới thì giá thành cực cao. Nhưng tiếc chỉ là có một bộ phận thôi, mớ dụng cụ này. Ta có thể cho ngươi 30 ức đơn vị hỗn nguyên. Nặc Tư Vu cuối cùng báo cho La Phong một cái giá như thế. Xem những tạp vật còn lại, ta cũng có thể nâng cao hơn một chút, làm tròn thành một số nguyên. Báo giá cho ngươi 46 ức đơn vị hỗn nguyên. Nặc Tư Vu cười nói. Bình thường bất hủ cấp phong vương, ta cũng sẽ không hào phóng như vậy đâu. 46 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong mừng thầm. Cảm ơn, ta cần suy nghĩ thêm. La Phong nói. Ha ha, không vội. Nếu muốn bán, tùy thời tìm ta. Nặc Tư Vu cười khẽ nói. La Phong điện hạ lần này thu hoạch rất lớn, đặc biệt là dụng cụ kia. Nó do đại sư vũ trụ tôn giả tộc cơ giới bỏ sức chế tạo, nếu có thể tập hợp trọn bộ, vậy giá còn cao hơn. La Phong gật đầu. Nặc Tư Vu sau đó liền rời đi. Ha ha,
công ty vũ trụ giả định nguyện bỏ ra 46 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong cười nói, lần này thu hoạch quả thật rất lớn, lại là do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả chế tạo. Cường giả tộc cơ giới đó rất có bối cảnh. Giá cũng không tệ. Ba Ba Tháp hắc hắc cười nói, trêu vào đại địch, nhưng đại địch lớn thường có nhiều chỗ tốt, phúc họa luôn gắn với nhau mà. Đây là phúc hay là họa? La Phong cười, bây giờ ta phải ngẫm lại nên thông qua kênh gì để kiếm tiền, làm sao bán được giá cao, sao mới có thể bán chiến lợi phẩm được giá cao nhất, hay là tìm trong mạng. Trong thư phòng, La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình trước mặt. Ba Ba Tháp còn lại là thông qua mạng bắt đầu tìm tòi những tin tức về mua bán chiến lợi phẩm. Rất nhiều tin tức hiện lên, La Phong đọc một cách cẩn thận. Hồng Minh. La Phong nhìn màn hình khẽ nhíu mày. Dựa theo tin tức miêu tả, vật phẩm quý giá hiếm có của nhân loại đều được giao dịch ở Hồng Minh. Những bảo vật quý giá đó cũng chỉ có Hồng Minh vốn có vô số siêu cường giả là có thể ra giá. Nói như vậy cũng đúng, nhưng ta chưa được Hồng Minh chiêu nhập. Sau khi tự hỏi một lát, La Phong bắt đầu nối máy với sư phụ Chân Diễn Vương. Trên màn hình đột nhiên hiện lên một thân ảnh người vượng kim giáp, chính là Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương đôi mắt như điện, nhìn La Phong, cười ha ha nói, đồ nhi bảo bối của ta, sao mà nghĩ đến việc muốn liên lạc với sư phụ thế? Sư phụ. La Phong cung kính nói, có một chuyện muốn thỉnh cầu sư phụ. Nói đi. Chân Diễn Vương cười nói, là như thế này. La Phong vội nói nhanh, con ra chiến trường ngoài tinh vực kiếm được một vài chiến lợi phẩm chân quý vừa vừa, nhưng con cũng không cam lòng bán thẳng cho ngành thu mua của công ty vũ trụ giả định. Con muốn xin sư phụ hỗ trợ bán chiến lợi phẩm này cho Hồng Minh. Hả? Chân Diễn Vương nhướng mày một cái. Muốn đưa đến Hồng Minh, bán ở Hồng Minh à? La Phong gật đầu. Hồng Minh không bình thường đâu. Chân Diễn Vương nhắc nhở nói, Hồng Minh chính là liên minh do tộc nhân loại làm chủ, liên hợp với vô số ngoại tộc mà hình thành. Tối thiểu chiến lực bất hủ cấp phong vương mới có tư cách trở thành thành viên chính thức của Hồng Minh. Đến cả xuất phụ vụ, người hầu mà các tộc cũng là tranh nhau đưa các giới chủ bất hủ của họ vào. Nơi đó tụ tập vô số siêu cường giả, giao dịch bảo vật là việc rất thường. Sư phụ ngươi Chân Diễn Vương này cũng có danh hào, cũng biết không ít cường giả. Để ta giúp ngươi bán chiến lợi phẩm cũng không phải không được. Ta chỉ có một điều kiện, phải là bảo vật. Nếu không Chân Diễn Vương ta cũng không còn thể diện gì nữa. Chân Diễn Vương nói. Cái gì gọi là bảo vật? La Phong hỏi. Tối thiểu cũng phải 10 ức đơn vị hỗn nguyên trở lên. Chân Diễn Vương nói. Nếu không tới 10 ức đơn vị hỗn nguyên thì đừng để sư phụ ngươi mất mặt. Sư phụ, con ta phát sóng về chiến lợi phẩm con muốn bán cho sư phụ nhé. La Phong phát thẳng một tin nhắn qua. Chiến lợi phẩm này ngành thu mua của công ty vũ trụ giả định định giá là 46 ức đơn vị hỗn nguyên. 46 ức. Chân Diễn Vương chấn động, trợn tròn mắt nhìn đồ đệ. Ngành thu mua công ty vũ trụ giả định ra giá khẳng định đã ép giá đến cực hạn đó. Thế mà có thể xuất ra 46 ức. Đồ nhi của ta, ngươi rốt cuộc cướp bóc của ai vậy hử? Thoáng cái đã kiếm được một khoản sánh ngang với toàn bộ tài sản tiền bạc của một bất hủ cấp phong vương rồi. La Phong khẽ cười. Chân Diễn Vương cũng bắt đầu xem tư liệu chi tiết do La Phong phát tới. Dụng cụ đặc thù tinh xảo do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả chế tạo hả? Món đồ này đáng giá đây. Chân Diễn Vương gật đầu lia lịa. Đồ nhi của ta, việc này giao cho vi sư. Vi sư giúp ngươi, tận lực bán với giá cao nhất. Ha ha, vi sư thu ngươi làm đồ đệ rõ là sáng suốt. Ít nhất năng lực kiếm bảo vật của ngươi ngon lành hơn tam sư huynh nhiều. La Phong nhếch miệng cười hắc hắc. Việc này nhanh thì một buổi, chậm thì 5-3 ngày, ngươi chờ tin tức ta nhé. Chân Diễn Vương cũng không nói nhiều, tắt thông tin luôn. Hắn phải đi giúp La Phong giải quyết việc này. Kỳ thật bán loại bảo vật quý giá này cũng rất có cảm giác thành tựu. Chân Diễn Vương ở Hỗn Độn Thành vô số năm, đích xác rất ít bán bảo vật. Lần này cũng dương dương tự đắc đi tới Hồng Minh, bắt đầu thông qua nhân mạch của hắn, nghĩ biện pháp bán giá cao nhất. Bây giờ có hai vị sư phụ, một là Chân Diễn Vương, một là Hỗn Độn Thành chủ. La Phong và Chân Diễn Vương tiếp xúc thời gian rất dài, hơn nữa Chân Diễn Vương tính tình hào sảng không câu nệ tiểu tiết, do đó La Phong trước mặt Chân Diễn Vương cũng thoải mái cợt nhả. Còn đối mặt với Hỗn Độn Thành chủ, La Phong lại cảm thấy áp lực vô hình, cung kính đến mức không dám thở mạnh. Do đó có một số việc, La Phong thả xin sư phụ Chân Diễn Vương giúp, cũng rất ít đi làm phiền Hỗn Độn Thành chủ. Không phải đại sự, không đi quấy rầy Hỗn Độn Thành chủ. Chậm thì 5-3 ngày. La Phong ngồi trước bàn viết, nhẹ nhẹ click màn hình. Vậy ta nên nghiên cứu về máy thăm dò. Một trang tin xuất hiện, liệt kê dữ liệu dài dằng dặc về máy thăm dò. Máy thăm dò chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là phạm vi cực lớn, bình thường bán kính 1 ức km, 3 ức km, 10 ức km. Hàng càng tốt, bình thường có hai loại là 3 ức km, 10 ức km.
Một loại là phạm vi siêu nhỏ. Bình thường có 3 loại quy cách bán kính 10 km, 20 km, 100 km. Hàng tốt quy cách là 20 km, 100 km. Thăm dò lớn, khoảng cách từ rất xa đã phát hiện ra phi thuyền, rất dễ dàng xử lý. Thăm dò nhỏ, khi mạo hiểm ở bí cảnh vũ trụ, trong phạm vi nhỏ sẽ dễ dàng thăm dò. Vì thăm dò phạm vi nhỏ, nên cấp độ dò xét rất cao. La Phong không ngừng lật xem các loại tin tức. Có rất nhiều máy thăm dò siêu cao cấp, kể cả những cái mà thành viên nguyên thủy bí cảnh bình thường cũng không thấy được. Kỳ thật La Phong mặc dù có thể thấy, nhưng căn bản là mua không nổi. Nhìn những thứ mấy trăm ức điểm tích lũy, tới mấy ngàn ức điểm tích lũy, La Phong chỉ có thể chớp mắt cười. Giá trên trời. Cho dù ta có thể mua chiếc khấu, cũng mua không nổi. La Phong suy tư, lần này nên mua máy thăm dò cấp bậc gì nhỉ? Cấp độ ngàn vạn điểm tích lũy, trên một ức điểm tích lũy, cấp độ vài chục ức điểm tích lũy. Năm đó khi ở Hỗn Độn Thành mua máy thăm dò, La Phong không hề có một chút kinh nghiệm nào. Thuần túy là tìm các tư liệu liên quan tới chiến trường ngoài tinh vực, vậy mua thẳng máy thăm dò vậy. Song lăng bạt ở chiến trường ngoài tinh vực hơn 1.000 năm, cũng đã hiểu biết, La Phong đã hiểu rất rõ mình muốn cái gì. Ta quá ngu. Căn bản không cần phải theo đuổi bán kính 10 ức km, phạm vi thăm dò cỡ lớn thì lựa chọn loại bán kính 3 ức km cũng đã đủ. Đồng thời cũng phải mua một máy thăm dò chuyên môn phạm vi siêu nhỏ. Một cái loại vừa vừa, bổ sung thêm máy thăm dò phạm vi nhỏ sẽ có hiệu quả rất tốt. Hai máy thăm dò một lớn một nhỏ phối hợp. Muốn thăm dò phạm vi lớn, có hai lựa chọn. Một là loại 20 ức điểm tích lũy. Cao hơn một cấp độ nữa là 601 ức điểm tích lũy. Máy thăm dò nhỏ cũng phải mất kha khá tiền. La Phong suy tư. Phải xem sư phụ có thể giúp ta bán chiến lợi phẩm tới giá nào. La Phong bây giờ muốn mua rất nhiều. Khẩn yếu nhất chính là máy thăm dò. Tiếp theo là đào tạo Ma Vân Đằng, còn có một vài vật phẩm khẩn yếu khác nữa. Đều cần tiền. Khố thác. Dương. La Phong một thân chiến giáp đen, lưng có cánh chim màu đen, đang cầm chén rượu với một nam tử lông xanh mặc chiến khải màu xanh, cùng chạm cốc. Dương, ngươi thu hoạch như thế nào? Khố thác hỏi. Bình thường thôi, ngươi cũng biết, bất hủ phong hầu đều có bất tử chi thân, mỗi lần giết một phong hầu đều cực khó. La Phong bưng chén rượu. Hơn 1.000 năm cũng giết được 100 tên phong hầu thôi. Nhưng cơ hồ đều là phong hầu sơ cấp, rất ít phong hầu cao cấp. Cũng là nhờ vận khí tốt. Quân công tích lũy thật sự quá chậm. Có bất tử chi thân rất khó đánh chết. Nam tử lông xanh cũng oán hận buông chén rượu xuống, lắc đầu nói. Ta cũng có thực lực phong vương, những tên phong hầu đỉnh cao rõ ràng yếu hơn ta. Nhưng ta dù cho không làm gì được chúng, ngươi hơn 1.000 năm giết trên 100 phong hầu, quả là rất khá. Hiệu suất cao hơn ta một chút. À này, ngươi chiến đấu ở vùng nào? Diễm Tế Đại Lục. La Phong nói. Ở Diễm Tế Đại Lục. Khô Thác trừng mắt. Ngươi là có chiến lực phong vương, còn ở lại Diễm Tế Đại Lục sao? Ngươi hoàn toàn có thể đi Tinh Thần Tháp mà. Ta đang ở Tinh Thần Tháp. Nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7. La Phong nở nụ cười. Có vài nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7. Trong những nơi đáng sợ nguy hiểm đó, chỗ cách căn cứ quân đội số 026 gần nhất là Tinh Thần Tháp. Tuy nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Khố Thác khuyên. Khi nào chúng ta cùng đi nhé, cùng nhau hợp tác. Khố Thác. Ba thanh âm vang lên. Xa xa ba bóng người đi tới. Uy áp vô hình phát ra làm cho người ta phải kinh ngạc. Nhà hàng này mặc dù lớn, nhưng những thần linh bất hủ bình thường, thần linh bất hủ phong hầu tự giác rời xa chỗ này một khoảng. Vì nơi khu vực này là nơi trò chuyện của đám phong vương. Khố Thác phất tay, lập tức nói với La Phong. Ba người đó là chiến hữu của ta ở Tinh Thần Tháp. Ta từng cùng họ lang bạt, ta giới thiệu cho ngươi nhé. La Phong gật đầu. Tới đây, nào nào, ta giới thiệu cho các ngươi. Bằng hữu mới của ta, Dương. Khố Thác gọi ba cường giả phong vương lại. Ở căn cứ quân đội số 026, La Phong vừa lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của sư phụ, vừa kết giao bằng hữu với đám cường giả phong vương. Rốt cục tới ngày thứ ba sau khi tới căn cứ quân đội, Chân Diễn Vương cũng liên lạc lại với La Phong. Buổi sáng lành lạnh, sương mù tràn ngập bao phủ cả hồ nước. Trên một hòn đảo giữa hồ nước, La Phong đang nằm trong bể bơi ấm áp, buông lỏng thể xác và tinh thần. Ngay lúc này Chân Diễn Vương liên lạc với La Phong. Mau mau tới cung điện Lôi Đình Đảo của ta. Rõ, sư phụ. Vũ trụ giả định Lôi Đình Đảo. Nơi này tụ tập vô số cường giả thần linh bất hủ của công ty vũ trụ giả định, trong sảnh điện cung điện của Chân Diễn Vương. Điện hạ, các đại nhân đang ở bên này. Người hầu dẫn La Phong đi tới ngoài điện sảnh. Đồ nhi, mau vào đi. Trong sảnh điện truyền ra thanh âm vang dội của Chân Diễn Vương. La Phong lúc này đi vào trong phòng. Liếc mắt nhìn qua, thấy có ba vị cường giả đang ngồi bên cạnh chiếc bàn vuông. Một người là Chân Diễn Vương, người thứ hai là một cường giả ngoại tộc trong mắt vàng, có cánh.
Người thứ ba là một thân ảnh toàn thân đen như mực, trông giống như làm bằng bùn đen. Sư phụ, La Phong cùng kính chào. Chân Diễn Vương cười nói, ta giới thiệu cho ngươi nhé. Hai vị này đều là cường giả ngoại tộc, vị này là Dục Ma Vương, vị này là Hắc Tâm Vương. Chân Diễn Vương chỉ vào cường giả trong mắt vàng có cánh và kia cường giả bùn đen. Hai cường giả ngoại tộc đều tỏ ra rất vui vẻ. Cường giả trong mắt vàng có cánh Dục Ma Vương cười nói, vị này nhất định là cao đồ của Chân Diễn Vương ngươi, cũng là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành chủ rồi. Chân Diễn Vương, ngươi cũng bất tất giới thiệu đồ đệ ngươi nữa, đồ đệ ngươi danh khí rất lớn rồi. Cường giả như ngưng tụ bằng bùn đen cũng khẽ gật đầu. Đồ nhi, ngồi đi. Chân Diễn Vương chỉ vào ghế. La Phong ngồi xuống. Ta nói đám phán giá cho ngươi rồi. Chân Diễn Vương giải thích. Khôi lỗi cơ giới kim loại cấp gam và 153 vạn khôi lỗi cơ giới toàn bộ giao cho Dục Ma Vương. Còn mớ dụng cụ đó, đã nói chuyện xong với Hắc Tâm Vương. Giá cũng đàm phán xong, Dục Ma Vương nguyện ý ra giá 18 ức đơn vị hỗn nguyên. Hắc Tâm Vương ra giá 43 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong nghe thầm gật đầu. Như khôi lỗi cơ giới, các cường giả đều có kênh mua. Công ty vũ trụ giả định nguyện mua của La Phong 30 ức, còn giá bán bình thường cũng chừng 20 ức rồi. Do đó ra giá 18 ức cũng xem như đỉnh rồi. Vì khôi lỗi cơ giới thuộc loại vật phẩm thông thường. Bộ phận dụng cụ cửu tuyệt thần quốc lại là vật quý hiếm, rất hiếm. Đối với người không giỏi chế tạo vũ khí cơ giới thì cơ hồ không có giá trị gì quá lớn. Còn đối với những người có sở thích cơ giới lại là một trọng bảo chính thức. Họ hoàn toàn có thể cẩn thận nghiên cứu dụng cụ này, nghiên cứu cả thủ đoạn chế tạo của vũ trụ tôn giả tộc cơ giới. La Phong, cường giả bùn đen Hắc Tâm Vương liền nói. Về dụng cụ đó, ngươi còn biết tin tức nào nữa không vậy? Đây là một bộ phận dụng cụ để bố trí cửu tuyệt thần quốc. La Phong lúc này giải thích. Cửu tuyệt thần quốc một khi bố trí thành công, cho dù cường giả phong vương đỉnh cao e rằng cũng bị cuốn chặt. Hơn nữa phối hợp với khôi lỗi cơ giới đặc thù, còn có thể thi triển các loại công kích, quả nhiên uy lực tuyệt luân. Hắc Tâm Vương sáng mắt lên, liên tục mỉm cười gật đầu. Quấn quanh. Mô thức trói buộc. Chúng ta lập tức giao dịch luôn nhé. Được. La Phong gật đầu. La Phong và Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương trò chuyện một lát, rồi nhanh chóng xác nhận phương thức giao dịch. Khi giao dịch với nhau, để công ty vũ trụ giả định làm môi giới, công ty vũ trụ giả định sẽ phụ trách việc đưa hàng, xác nhận hàng hóa. Loại môi giới làm ăn này thu phí cao nhất là 1.000 hỗn nguyên. Thu phí thấp nhất là một đơn vị hỗn nguyên. Lần buôn bán này của đám người La Phong, vì Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương đều đang ở ngoài lãnh thổ quốc gia nhân loại, do đó khoản môi giới phí đều là 100 hỗn nguyên. Đối với lợi tức 61 ức đơn vị hỗn nguyên của La Phong, chút tiền này thật sự cũng chỉ là tiền xu, không đáng nhắc tới. Sau khi đàm phán giao dịch xong, Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương cũng cố tình kết giao với thân truyền đệ tử Hỗn Độn Thành chủ. Dù sao hai tộc quần họ đều là tộc quần phụ thuộc nhân loại. Cường giả tộc quần phụ thuộc như họ cơ hồ chỉ được xem như tướng tá của nhân loại. Họ cũng sử dụng tiền nhân loại là đơn vị hỗn nguyên làm. Sức ảnh hưởng của nhân loại lên tộc quần họ quá lớn, do đó cỡ như Hỗn Độn Thành chủ cũng là nhân vật mà tộc quần phụ thuộc phải ngưỡng thị. Có thể cùng kết giao với La Phong là việc họ rất vui. Bày tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện. Trong khi bày tiệc rượu thì trong đời thật, công ty vũ trụ giả định đã có một đội ngũ đi tới chỗ La Phong nhận hàng hóa. Hàng hóa xác nhận. Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương tự nhiên cũng trả tiền, tiền đã tới tài khoản La Phong. Hả? Sau bữa ăn, họ đàm luận một lát về vài bí cảnh vũ trụ. Dục Ma Vương chợt đứng bật dậy. Làm sao vậy? Hắc Tâm Vương, Chân Diễn Vương đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. La Phong cũng nghi hoặc. Ở Hồng Minh xuất hiện đấu giá huyết lạc tinh, hội đấu giá sắp bắt đầu. Dục Ma Vương thấp giọng nói, trong mắt cố nén vẻ hưng phấn. Đấu giá huyết lạc tinh. Hắc Tâm Vương, Chân Diễn Vương cũng chấn động. Lần này ta phải lấy cho được huyết lạc tinh. Trong mắt Dục Ma Vương tràn ngập khát vọng, lập tức cười nói. Chân Diễn, ngươi đã đạt tới cực hạn phong vương, có thể sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường rồi. Ngươi không được tranh huyết lạc tinh với ta. Huyết lạc tinh, ngay cả vũ trụ tôn giả cũng còn có công hiệu. Ai nói ta không tranh giành chứ? Chân Diễn Vương chế nhạo. Tranh giành thì tranh giành, dù sao cũng sẽ có rất nhiều người tranh mua. Dục Ma Vương lắc đầu. Đi thôi, chúng ta đi tham gia hội đấu giá đi. Hai người các ngươi đi trước đi. Chân Diễn Vương nói. La Phong, chúng ta đi trước một bước. Dục Ma Vương, Hắc Tâm Vương nói với La Phong, rồi vội vàng rời đi, hư không tiêu thất khỏi điện sảnh. Trong sảnh điện chỉ còn lại có Chân Diễn Vương và La Phong. Sư phụ, đấu giá huyết lạc tinh là chuyện gì thế? Ta nhớ là huyết lạc tinh là cấm vật, cấm buôn bán mà. La Phong hỏi. À, đúng, ngươi thật ra đã đi qua huyết lạc đại lục. Chân Diễn Vương cười gật đầu. Ngươi phải nhớ kỹ một đạo lý, trên lịch sử cũng có cấm vật, cấm buôn bán chỉ là tương đối thôi.
Cho dù bảo vật chân quý tới mấy, có lẽ đối với giới chủ là cấm vật, nhưng đối với bất hủ vẫn có thể giao dịch. Nếu đối với bất hủ là cấm vật, thì đối với vũ trụ tôn giả lại không tính là cấm vật, chứ cấm cũng phải xem đối tượng. La Phong chỉ có thể gật đầu. Đúng. Sự thật đích xác như thế. Hồng Minh là liên minh do nhân loại làm chủ, cùng rất nhiều tộc quần, đương nhiên có rất nhiều vật phẩm chân quý. Chân Diễn Vương nói. Huyết Lạc Tinh. La Phong không kìm được phải truy vấn. Dung hợp huyết lạc tinh khả là vô cùng khó khăn. Nhân loại bình thường dung hợp 10 viên huyết lạc tinh cũng đã là việc không tưởng tượng nổi rồi. Vậy đấu giá huyết lạc tinh lại có ý nghĩa như thế nào đây? Tại sao đến cả các vũ trụ tôn giả cũng tranh đoạt huyết lạc tinh? La Phong vội hỏi. Muốn dung hợp huyết lạc tinh rất khó mà. Đương nhiên rất khó. Khi tới cấp giới chủ, gen trong cơ thể sẽ phát triển đến cực hạn. Trong cường giả nhân loại muốn xuất hiện một người có thể dung hợp thẳng 10 viên huyết lạc tinh là việc rất khó tin. Chân Diễn Vương cười ha ha nói. Nhưng huyết lạc tinh là lưu lại sau khi thần thú ngã xuống, rồi ngưng tụ thành những viên tinh thể tinh hoa. Chúng đều là máu thần thú kết tinh. Thần thú là nhân vật vĩ đại sánh ngang vũ trụ tôn giả, hơn nữa với tư cách là sinh mạng cường đại sinh ra một cách tự nhiên trong vũ trụ. Hóa thân quy luật dung hợp giữa không gian, kim, huyết lạc tinh đó thần kỳ vô cùng. Đâu vẻn vẹn chỉ có một loại biện pháp dung hợp huyết lạc tinh chứ? La Phong nghe vẫn chưa hiểu hết. Nguyên lai là như vậy. Thần thú ngã xuống, máu thần thú. Huyết lạc tinh có nhiều công dụng, cho dù đối với vũ trụ tôn giả vẫn rất có ích. Chân Diễn Vương lắc đầu. Nhưng các lãnh đạo nhân loại đã liệt huyết lạc tinh là loại bảo vật trọng yếu, rất hạn chế. Bình thường ưu tiên cung ứng cho siêu cường giả. Do đó thỉnh thoảng mới có vài huyết lạc tinh xuất hiện ở nơi khác. Huyết lạc tinh trước giờ đều là trọng bảo trong lịch sử các sinh mạng loại huyết nhục. Huyết lạc tinh mỗi 100 viên là một đơn vị. Vì 100 viên huyết lạc tinh có thể tinh luyện ra một giọt máu thần thú. Chân Diễn Vương nói. Nhưng ta đạt tới phong vương cực hạn, cái thiếu bây giờ là cảm ngộ quy luật. Bảo vật bên đường thật ra lại vô dụng, do đó ta cũng sẽ không tranh đoạt đâu. Chân Diễn Vương cười nói. Chờ khi ta trở thành vũ trụ tôn giả, e rằng cũng phải đi tranh đoạt một phen. Ha ha, đấu giá huyết lạc tinh, chắc sẽ hấp dẫn không ít cường giả, ta cũng đi tới đó tham gia náo nhiệt đây. Ngươi trở về đi. La Phong liền nói. Vâng, sư phụ. Chân Diễn Vương hư không tiêu thất khỏi điện sảnh. Huyết lạc tinh. 100 viên huyết lạc tinh có thể tinh luyện ra một giọt máu thần thú. La Phong thì thào nói, là trọng bảo trong lịch sử sinh mạng loại huyết nhục. Đến cả các vũ trụ tôn giả cũng tranh đoạt. Ghê thật. Năm đó công ty vũ trụ giả định báo giá cho đám tiểu gia hỏa cấp vũ trụ chúng ta 600 điểm tích lũy một viên. La Phong không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái, lắc đầu. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ là một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ, đương nhiên không cần phải mua đắt. Hơn nữa trong mắt công ty vũ trụ giả định, cơ hội tiểu gia hỏa cấp vũ trụ tìm được huyết lạc tinh cũng do họ đưa cho, giá thu mua cũng xem như hợp lý rồi. Nhưng những tiểu gia hỏa ấy nào biết, huyết lạc tinh chính là trọng bảo với cả phong vương, vũ trụ tôn giả. Vèo. La Phong cũng hư không tiêu thất. 100 viên huyết lạc tinh mới tinh luyện ra một giọt máu thần thú. Còn những thiên tài cấp vũ trụ bình thường ở huyết lạc thế giới thì có thể tìm được vài viên huyết lạc tinh đã xem không dễ dàng rồi. Loại như La Phong rõ ràng thoạt nhìn là cấp vũ trụ, lại có phân thân ma sát tộc cường đại cấp vực chủ, mà còn sở trường ẩn nấp ám sát nữa chứ. Quá hiếm thấy. Còn La Phong năm đó dựa vào phân thân ma sát tộc, cướp đoạt gần 1 vạn viên huyết lạc tinh. Lúc trước khi nghe nói mua với giá 600 điểm tích lũy một viên, La Phong áp chế khát vọng muốn đổi điểm tích lũy. Hắn nhận định, huyết lạc tinh là bảo vật, không thể bán như vậy. Lúc trước ta không thể nghĩ tới công dụng của huyết lạc tinh lại lớn tới mức như vậy. La Phong đi ra khỏi hồ bơi, trên người nước chảy ròng ròng, hàn khí ùa vào, nhưng lại làm cho La Phong cảm thấy rất thư sảng. La Phong tùy ý ngồi trên ghế. Càng nghĩ càng vui. Sáng suốt quá, mình rõ là sáng suốt, giữ lại toàn bộ huyết lạc tinh, bây giờ quả thật là lãi to rồi. Được rồi. Năm đó bản tôn người địa cầu cấp vũ trụ chỉ dung hợp được 3 viên huyết lạc tinh. Ta bây giờ đã là giới chủ đỉnh phong, lại từng tu luyện bí điển vô danh, gen một lần nữa đã tiến hóa. La Phong thầm nói, cũng nên thử xem, dung hợp huyết lạc tinh một lần nữa. Nhiều năm như vậy, mình vẫn luôn không thử. Cũng vì năm đó dung hợp 3 viên huyết lạc tinh quá khó khăn, đến cả hắc vũ giả trong lịch sử huyết lạc đại lục đã xem như truyền thuyết. Mình e rằng không dung hợp được 10 viên huyết lạc tinh. Nếu không đến 10 viên huyết lạc tinh, thì thực lực tăng lên cũng cực kỳ có hạn. Do đó vẫn luôn không thử. Bây giờ, đã qua mấy ngàn năm rồi. Nên thử xem. La Phong không kìm được, lập tức đứng dậy, đi vào trong tĩnh thất, chuẩn bị bắt đầu dung hợp huyết lạc tinh. La Phong khoanh chân ngồi bên trong tĩnh thất. Mỗi lần dung hợp thêm một viên, khó khăn đều tăng vọt gấp 10. Nhưng gen trong cơ thể ta cũng mạnh hơn năm đó không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng biết có thể dung hợp được bao nhiêu hạt.
La Phong cũng không tin tưởng mình có thể dung hợp 10 viên huyết lạc tinh. Vì ở huyết lạc đại lục, Hắc Vũ giả sớm đã thành truyền thuyết rồi. Từ lần dung hợp năm đó, xem ra gen của mình chỉ có thể xem như ưu tú vừa vừa. Cho dù tu luyện bí điển vô danh, nhưng vẻn vẹn chỉ có tầng thứ nhất thôi. Muốn thành được Hắc Vũ giả là rất khó. Bắt đầu. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một viên huyết lạc tinh. Huyết lạc tinh là một tinh thể hình trụ tam giác mảnh dài, trong suốt đỏ như máu, tản ra những chấn động vô hình như một trái tim đang đập vậy. Chấn động đó không ngừng truyền ra. Năm đó lần đầu tiên thấy huyết lạc tinh, đã cảm giác nó tựa hồ có sinh mạng. Bây giờ mới biết được, nguyên lai là máu thần thú ngã xuống kết tinh mà thành. La Phong nhẹ nhẹ rạch bàn tay, làm lòng bàn tay có một vết rách, máu tươi chảy ra. Tinh thể huyết lạc tinh mảnh dài liền chạm vào máu. Sát khí xâm nhập, thân thể thay đổi. Điều này La Phong cũng đã quen rồi. La Phong vốn từng có kinh nghiệm dung hợp tới viên huyết lạc tinh thứ 100, chút đau đớn kích thích này thật sự chẳng là gì cả. Một lát sau khi dung hợp viên thứ 4 xong, La Phong thấy rất bình tĩnh. Hắn vốn đã đoán trước mình cũng phải dung hợp được 5-6 viên. Không biết có thể dung hợp viên thứ mấy, La Phong lật tay lại lấy ra viên thứ 5. Viên thứ 5. Viên thứ 6. Viên thứ 7. Viên thứ 7 thành công rồi. La Phong vì thần tình đau đớn quá mà mồ hôi ròng ròng. Nhưng đôi mắt lại tỏa sáng, đầy vẻ hưng phấn. Đã thành công dung hợp viên thứ 7. Năm đó ở huyết lạc thế giới, tên huyết thần bá thích cũng là một thiên tài tuyệt thế vô số năm mới xuất hiện trên huyết lạc đại lục, cũng dung hợp được có 8 viên huyết lạc tinh. Gen trong cơ thể ta chẳng hề ưu tú gì lắm. Chẳng lẽ vì tu luyện bí điển vô danh tầng thứ nhất mà đã có biến hóa thoát thai hoán cốt như vậy? Tiếp tục viên thứ 8. La Phong lật tay lại lấy ra một viên huyết lạc tinh. Dung hợp. Lại thành công. Bắt kịp bá thích rồi. La Phong chớp mắt. Thử xem viên thứ 9. La Phong không kìm được dâng lên sự khát vọng. Không biết chừng thật sự có thể trở thành Hắc Vũ giả. Khi dung hợp thứ 9 viên huyết lạc tinh, sát khí xâm nhập thì đương nhiên dễ dàng ngăn trở, nhưng khi huyết lạc lực dung nhập trong người. Thân thể cơ bắp, da thịt La Phong bắt đầu xé vụn ra. Gãy xương. Lập tức huyết lạc lực chảy trở về, trở lại viên huyết lạc tinh thứ 9, dung hợp viên thứ 9 thất bại. Có thể dung hợp 8 viên đã vượt quá dự liệu của ta rồi. Gen bản thân ta chỉ là gen người địa cầu. Cái duy nhất đặc thù là từng tu luyện bí điển vô danh tầng thứ nhất, lại có thể cho giúp ta sánh ngang với một thiên tài tuyệt thế vô số năm mới xuất hiện ở huyết lạc thế giới huyết thần bá thích. La Phong thầm thán phục. Bí điển vô danh đó thật sự là rất khó tin. Trên thực tế, gen đạt đến cực hạn thì đề cao hơn một chút cũng rất khó. Bí điển vô danh tầng thứ nhất có thể cho chiến lực thân thể tăng lên tới 3 lần. Gen tiến hóa kinh người như thế nào mới có được hiệu quả mạnh mẽ như vậy chứ? Dung hợp 8 viên, sức mạnh khi đối chiến tăng lên không nhiều. La Phong thầm lắc đầu. Dung hợp 3 viên, 10 viên, 100 viên là nấc khác nhau. Dung hợp 3 viên, việc phù hợp với bản nguyên vũ trụ được đề cao gấp đôi, đạt tới gấp 2 lần lúc trước. Dung hợp 10 viên, phù hợp bản nguyên vũ trụ đạt tới gấp 3 trạng thái nguyên thủy. Khi khu động huyết lạc lực, đến cả gen trong cơ thể cũng sẽ phát sinh lột xác trong thời gian ngắn, sức mạnh tăng vọt. Còn bây giờ vẻn vẹn chỉ dung hợp có 8 viên, so với dung hợp 3 viên lúc trước thì chỉnh thể thực lực cũng chỉ đề cao có 3-4 thành thôi. La Phong một thân mồ hôi, đi ra khỏi tĩnh thất, đi chân trần, sau đó nhảy tõm vào hồ bơi. Sau đó ngả mình dễ chịu trên một tảng đá trơn cạnh bờ hồ bơi. Có thể dung hợp 8 viên huyết lạc tinh, La Phong vẫn rất hài lòng rồi. Tuy nói thực lực tăng lên có hạn, nhưng ít nhất chứng tỏ bí điển vô danh đích xác rất lợi hại. Nếu ta có thể tìm được bí điển vô danh tầng thứ 2, làm gen trong cơ thể một lần nữa có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không biết chừng có thể dung hợp tới 10 viên huyết lạc tinh ấy chứ. La Phong lập tức bất lực lắc đầu. Loại bí điển nghịch thiên này, có thể tìm được một tầng đã xem như đại cơ duyên rồi. Muốn có được tầng thứ 2 khó khăn làm sao cơ chứ? Bản tôn người địa cầu không thể dung hợp, vậy tiện đây cho kim giác cự thú thử xem. Tiếp tục dung hợp huyết lạc tinh đi. La Phong nằm trên tảng đá, mặc cho sóng nước dập dờn, đồng thời cho kim giác cự thú trong thể nội thế giới bắt đầu dung hợp huyết lạc tinh. Việc cho kim giác cự thú dung hợp huyết lạc tinh, La Phong cũng không chờ mong gì nhiều. Vì sau khi móng chân phải dung hợp 100 viên đã đạt tới mức bão hòa. Phải biết rằng ý chí La Phong sớm có thể chống cự với sát khí xâm nhập từ viên huyết lạc tinh thứ 101. Nhưng móng chân phải căn bản không thể hấp thu thêm huyết lạc lực nữa. Hơn nữa móng chân phải một khi khu động sẽ hình thành đồ hình đầu thần thú đang gầm, đã là một đồ hình rất hoàn mỹ rồi. Móng chân phải đạt đến cực hạn. Vậy muốn dung hợp, chỉ có thể cho bộ vị khác thân thể dung hợp. Nhưng ý chí của mình cho dù mạnh đến đâu, có thể một lần nữa dung hợp 100 viên huyết lạc tinh thì nhiều nhất cũng chỉ làm cho bộ vị khác có sức mạnh tương đương với móng chân phải. Cho dù như thế, chỉnh thể chiến lực của kim giác cự thú cũng đạt tới mức gấp đôi lúc trước. Có thể dung hợp được 100 viên huyết lạc tinh nữa không? Phải biết rằng mỗi lần dung hợp một viên đều rất khó.
La Phong cũng không dám nghĩ như mình có thể làm như vậy. Viên 101. Viên 102. Kim giác cự thú trong thể nội thế giới bắt đầu dung hợp. Lần này lựa chọn dung hợp vào lưng, vì lưng chính là đầu mối sức mạnh thân thể. Hơn nữa cánh chim cũng sinh trưởng ở lưng, lưng đủ mạnh, vậy cũng dễ dàng khu động Thí Ngô Vũ Dực hơn nữa, chịu được sức mạnh của Thí Ngô Vũ Dực. Lưng cũng vừa dung hợp huyết lạc tinh, như vậy cũng thay đổi gen lưng từ số 0. Đau đớn thật ra rất yếu, La Phong nằm trong hồ bơi, khẽ mỉm cười. Rất nhiều viên dung hợp lần lượt được. Viên 110. Viên 120. Viên 130. Sắc khí xâm nhập đợt sau ghê gớm hơn đợt trước. Như năm đó dung hợp viên thứ 100, La Phong mới có mấy trăm tuổi. Còn bây giờ đã qua mấy ngàn năm, hàng năm cảm ngộ gần với bản nguyên vũ trụ, thật sự cũng nuôi dưỡng ý thức, làm ý chí cũng phát sinh biến hóa. Hơn nữa năm tháng đài đằng đẵng cũng làm La Phong thấu hiểu nhiều hơn bí ẩn. Tu vi tâm tình mặc dù vẫn chỉ là tầng thứ nhất minh tâm kiến tính, nhìn thẳng vào bản tâm, nhưng ý chí lại kiên cường hơn rất nhiều. Cảnh giới cao không nhất định là mạnh hơn người cảnh giới thấp. Tầng thứ hai xích tử chi tâm mạnh hơn nhiều so với tầng thứ nhất minh tâm kiến tính. Nhưng La Phong lại đi theo con đường cực đoan, không ngừng cường hóa, không ngừng tăng lên. Ý chí ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với lôi thần năm đó vẻn vẹn không tới trăm tuổi mà đã lĩnh ngộ được tầng thứ hai xích tử chi tâm. Viên 140. Viên 150. Viên 160. Viên 162. Viên 163. Viên 164. Viên 165. Viên 166 thất bại rồi, ý chí không chịu được. La Phong trong hồ bơi khẽ mỉm cười. Có thể dung hợp 165 hạt, viên đã không tệ rồi. Dù sao càng về sau cũng càng khó, ý chí của ta mấy ngàn năm tiến bộ không nhỏ. Lương mặc dù dung hợp được 65 viên, nhưng chiến lược chỉnh thể của kim giác cự thú cũng chỉ đề cao đại khái một thành thôi. Vì lương gia tăng sức mạnh, so với sức mạnh toàn thân kim giác cự thú thì chỉ là một bộ phận nhỏ nhất. Thua xa móng chân phải, do đó thực lực tăng lên có hạn. Ngày thứ tư La Phong về căn cứ quân đội. Ba bóng người phi hành thẳng trên hồ nước Sơn Mạch, chẳng mấy chốc đã bay đến bên bờ đảo tư nhân La Phong. Ha ha, các ngươi cuối cùng cũng tới rồi. La Phong bước ra. Tiên sinh, đây là hàng hóa ngươi đặt hàng, toàn bộ đều có đủ. Người dẫn đầu ba thân ảnh này là một thần linh bất hủ, hơi cung kính đưa ra một cái nhẫn thế giới. Nhẫn thế giới này là quà tặng thêm cho tiên sinh. Nhẫn thế giới bay thẳng về phía La Phong, sau đó lơ lửng trước người La Phong. La Phong nhận lấy vẻ hơi kích động. Mình liều mạng lâu như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, đợi mãi cuối cùng cũng có hàng hóa. Mình đã dùng sạch 61 ức đơn vị hỗn nguyên rồi. Mình đã mua những vật phẩm nhẫn với một hạn ngạch khổng lồ, biếu thêm một cái nhẫn thế giới giá trị cũng cỡ một hỗn nguyên, đương nhiên là rất bình thường. Chúng ta không quấy rầy nữa. Đi đi. La Phong phất tay. Lập tức không nhịn được nữa, vội xoay người về chỗ ở. Ba nhân viên phục vụ công ty vũ trụ giả định nãy giờ chưa bao giờ bước lên đảo. Vì đây là đảo tư nhân, trong quân đội có quy định, không có lệnh La Phong, cấm tuyệt bất kỳ ai đặt chân lên đảo. Cuối cùng cũng tới rồi. 61 ức đã dùng hết. La Phong ngồi trên ghế bên cạnh hồ bơi, lập tức cho phân thân ma sát tộc bắt đầu kiểm tra vật phẩm. Lúc trước giao dịch với Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương đã mua được 61 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong lập tức chuyển 61 ức đơn vị hỗn nguyên này thành 61 ức điểm tích lũy. Trong điều kiện bình thường phải sau khi trở thành thần linh bất hủ mới có quyền dùng đơn vị hỗn nguyên đổi điểm tích lũy. Nhưng La Phong từ khi trở thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, quyền hạn cũng siêu cao, còn cao hơn rất nhiều phong vương. Tự nhiên có quyền hạn đổi đơn vị hỗn nguyên lấy điểm tích lũy. Đổi 61 ức điểm tích lũy, cộng thêm năm đó còn lại 1.8 ức điểm tích lũy. La Phong bắt đầu tiêu. Đầu tiên, mua hai loại dụng cụ thăm dò. Máy thăm dò cỡ lớn mất 20 ức điểm tích lũy. E rằng rất ít cường giả phong vương bỏ ra một số tiền như vậy. Máy thăm dò loại siêu nhỏ, bỏ ra 18 ức điểm tích lũy. Mặc dù chỉ thăm dò phạm vi 20 km, nhưng giá lại chênh lệch không đáng kể. Vì thăm dò phạm vi nhỏ, độ chính xác thăm dò sánh ngang với những máy thăm dò cỡ lớn mấy ngàn ấy ức điểm tích lũy. Có thể nói, có máy thăm dò loại siêu nhỏ này, chỉ cần có một vài siêu cường giả thăm dò La Phong, cho dù dụng cụ thăm dò cỡ lớn không phát hiện ra, thì máy thăm dò loại nhỏ sẽ sớm biết được. Thứ hai, mua các loại vật liệu tốt nhất để đào tạo Ma Vân Đằng trở thành bất hủ. Bỏ ra tới 15.3 ức điểm tích lũy. Đương nhiên xác suất Ma Vân Đằng trở thành bất hủ cũng chỉ là 50%. Thứ ba, mua một viên Hỏa Thần Nguyên Tinh, sánh ngang với cường giả phong vương cao cấp tự bạo. Đủ để nổ chết một cường giả phong vương cao cấp, đánh trọng thương một phong vương đỉnh cao. Bỏ ra 8 ức điểm tích lũy. Năm đó La Phong lúc ở Hỗn Độn Thành có được 30 ức điểm tích lũy, trắng trợn tiêu phí, cũng đã đổi lấy Hỏa Thần Nguyên Tinh. Lần đó hắn đổi hai viên Hỏa Thần Nguyên Tinh sánh ngang phong vương sơ cấp tự bạo, mất 4 ức điểm tích lũy, nhưng vẫn không có cơ hội bị buộc phải sử dụng. Ba thứ cộng lại.
tổng tiền là 61.3 ức điểm tích lũy, làm tổng điểm tích lũy của La Phong chỉ còn lại có 1.5 ức. La Phong không thể kìm được, cho Ma Vân Đằng lột xác thành thần linh bất hủ. Quá trình lột xác cần không ít thời gian. Trên đường trở về hãy cho Ma Vân Đằng tiến hóa. Bây giờ nên xuất phát thôi, về Diễm Tế Đại Lục. Chào tạm biệt những bất hủ cấp phong vương vài ngày gần đây mới kết giao, La Phong đáp phi thuyền vũ trụ một mình một người ly khai căn cứ quân đội số 026, quay trở về. Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E9 có hình đĩa bay, từ điểm xuyên toa ngoài căn cứ quân đội gần nhất tiến vào ám vũ trụ. Trong ám vũ trụ, phi thuyền di chuyển trong ám vũ trụ với tốc độ ánh sáng, dự tính ước 122 giờ sẽ đến điểm xuyên toa Diễm Tế Đại Lục. Thanh âm ba ba tháp vang vọng trong phòng điều khiển. Gia tốc một chút. La Phong đứng trong phòng điều khiển phân phó. Cam đoan 3 ngày rưỡi đến điểm xuyên toa. Rõ. Phi thuyền hơi gia tốc sau đó bảo trì tốc độ cố định liên tục di chuyển. La Phong nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, dựa theo phương án thì quá trình tiến hóa đầy đủ của Ma Vân Đằng cần 3 ngày, hy vọng có thể thành công. Thể nội thế giới. Trên bình nguyên rộng lớn của Đại lục Trung ương, lúc này tràn ngập những cành lá sum suê rậm rạp, lan ra chung quanh mấy vạn km. Đó là hình thái Ma Vân Đằng đầy đủ. Ma Vân. La Phong mặc hắc y từ giữa không trung hạ xuống. Một nhánh dây leo nhỏ, nhưng cũng phải to tới mấy chục thước, dài vài km, giơ lên cao, sau đó đỡ lấy La Phong mặc hắc y. Vô số cành lá chung quanh lập tức giặt ra, trừ lại một khoảng đất trống trải cho La Phong. Ma Vân, ngoan lắm. La Phong mặc hắc y vuốt nhánh dây nhỏ, mỉm cười. Trừ ra cho ta đại khái phạm vi đường kính 1.000 km. Vô số cành lá nhanh chóng rút lại. Chung quanh La Phong nhanh chóng trở nên trống trải. Ở giữa vùng Ma Vân Đằng với phạm vi mấy vạn km, nhất thời xuất hiện khoảng trống 1.000 km. Đủ rồi. La Phong mặc hắc y lật tay. Chỉ thấy 7 trái cây tản ra hồng quang chói mắt lơ lửng giữa không trung. Bước đầu tiên. La Phong rất trịnh trọng. Ma Vân, ăn chúng đi. La Phong hạ lệnh. 7 nhánh chủ xé rách không gian, nuốt 7 trái cây to cỡ quả dưa hấu đang phát ra hồng quang chói mắt. Vừa mới nuốt vào, đã thấy Ma Vân Đằng toàn thân nhanh chóng bắt đầu lóe lên hồng quang, thoáng cái trở nên toàn bộ đỏ rực. Tất cả các dây đều dãy dụa vặn vẹo có vẻ đau đớn. Đau, đau lắm. Ma Vân Đằng dùng ý thức truyền đến. Cố chiêu. La Phong mặc hắc y lật tay, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một chậu đá khổng lồ. Trong chậu đá đầy chất lỏng màu xanh biếc như nước. Nuốt hết. La Phong tiếp tục hạ lệnh. Trong nháy mắt, đủ loại vật phẩm vật liệu chân quý được Ma Vân Đằng không ngừng thôn phệ. Dựa theo những bước quy định, chỉ cần quá trình này liên tục diễn ra, đại khái mất khoảng 2 ngày. Các loại vật liệu cộng lại e rằng cũng bằng một nửa phân thể tích Ma Vân Đằng, có thể tưởng tượng được bỏ ra nhiều vật liệu như thế nào. 1.5.3 ức điểm tích lũy là một khoản tiền khổng lồ. Một bước cuối cùng, đồng thời ăn hết 18 vật liệu này. Trong mắt La Phong có vẻ điên cuồng, phân phó. Chỉ thấy những nhánh chủ dài răng rặc, tản ra khí tức đáng sợ, nhưng lại nhìn như rất bình thường, lập tức điên cuồng quấn quanh những vật liệu ấy, cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt hết. Ma Vân, bây giờ trông vào ngươi thôi, một bước lên trời trở thành bất hủ, hay đổ sông đổ biển, là vào lúc này. La Phong mặc hắc y nhìn như đóng đinh vào Ma Vân Đằng. Ma Vân Đằng vừa mới thôn phệ xong rất yên ả, nhưng ngay sau đó lại vang lên những âm thanh ầm ĩ như tiếng tê pháo. Ma Vân Đằng mấy vạn km, tất cả các dây trong nháy mắt lóe lên hào quang. Các loại hào quang làm cho người ta mê say, đồng thời trên những thân dây này đều bắt đầu không ngừng vỡ ra. Vô số những mảnh vỡ thoát ly thân thể Ma Vân Đằng. Còn nhánh chủ thì dựa vào năng lực tái sinh nhanh chóng sinh trưởng. Phân tách. Tái sinh. Khi phân tách thì biến mất, rồi lại tái sinh xuất hiện. Cả Ma Vân Đằng cơ hồ chỉ vài giây đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt một lần. Từ trong ra ngoài hoàn toàn xảy ra biến hóa, lần lượt biến hóa. Ma Vân Đằng không ngừng tiến hóa, loại hiệu suất này quả thực điên cuồng tới kinh người. Thời gian không ngừng trôi qua. La Phong bay lên trên không trung, nhìn xuống Ma Vân Đằng phía dưới dãy dụa vặn vẹo không ngừng, rồi xuất hiện một thân thể mới mạnh mẽ hơn, không kìm được thầm nhủ. Cố lên, nhất định phải cố lên, phải tiếp tục duy trì. Một khi đình chỉ, thì tiến hóa xem như thất bại. Hết một giờ. Vài giây hoàn toàn thay đổi thân thể Ma Vân Đằng. Loại tiến hóa này liên tục duy trì một giờ. Một giờ sau. Toàn thân Ma Vân Đằng đã trở nên kim sắc, những năng lượng đặc thù vẫn luôn còn tồn tại trong cơ thể, tựa hồ rốt cục cũng tìm được cơ hội, bộc phát mạnh ra. Vốn Ma Vân Đằng còn hưng phấn, tỏa ra kim sắc chói mắt, đột nhiên các nhánh chủ và lá cây toàn bộ từ sâu bên trong tỏa ra một năng lượng đặc thù. Năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Ma Vân Đằng màu hoàng kim, trong nháy mắt đã bị đóng băng. Tầng ngoài những cành lá nhánh chủ ngưng kết ra một tầng tuyết trắng. Ma Vân Đằng tựa như một tượng băng khổng lồ, không hề nhúc nhích, như đã chết rồi. Chỉ thoáng có sóng năng lượng rất yếu cho thấy Ma Vân Đằng còn đang phát sinh một chút biến hóa rất vi diệu.
La Phong mặc hắc y cảm giác được không gian xung quanh như ngưng kết hàn khí đáng sợ, nhẹ giọng nói. Thật lạnh. Không biết phương án tiến hóa Ma Vân Đằng rốt cuộc do ai nghiên cứu hoàn thiện. Chỉ cần các bước này cũng rất dườm già. Phỏng chừng là do một dược tề sư cường đại trong lịch sử, hoặc là các thế hệ dược tề sư không ngừng hoàn thiện. Loại quá trình tiến hóa này rất giống như thủ đoạn của dược tề sư. Một ngày cuối cùng. Ma Vân. La Phong mặc hắc y nhìn tượng băng Ma Vân Đằng. Không biết có thể chống đỡ tới một khắc cuối cùng, tiến hóa thành công, trở thành bất hủ hay thất bại, là nhờ một ngày kiên trì cuối cùng, phải kiên trì tới cuối cùng. Một ngày đóng băng này hẳn xem như là một bước nguy hiểm nhất cả quá trình tiến hóa. Thời gian từng giây trôi qua, mỗi một giây Ma Vân Đằng đều phát sinh biến hóa rất rất nhỏ, làm La Phong phải nín thở quan khán, chỉ sợ Ma Vân Đằng tan vỡ mất. Cố lên, phải cố lên. La Phong mặc hắc y lặng lẽ lẩm bẩm. Mỗi một giây cảm giác đều dài đằng đẵng như trăm năm ngàn năm. Đóng băng một ngày luôn phát sinh những biến hóa rất rất nhỏ, rốt cục cũng đưa Ma Vân Đằng đến cực hạn. Những bông tuyết ngoài thân trong nháy mắt hoàn toàn bị hòa tan, đồng thời cả Ma Vân Đằng điên cuồng phóng lên cao. 216 nhánh chủ và vô số nhánh con, cành lá đều điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng, múa tít lên. Một luồng rung động chấn nhiếp rất lạ sinh ra từ tâm linh. Đánh vỡ được vách ngăn, nối liền vào bản nguyên vũ trụ, hay thất bại, là quyết định trong một khắc cuối cùng này. La Phong mặc hắc y đứng giữa không trung xa xôi, nhìn như đóng đinh vào Ma Vân Đằng, hai đấm nắm chặt. Mặc dù nói năm đó đã từng đào tạo thực tinh thảo trăm nhánh, nhưng thực tinh thảo trăm nhánh và Ma Vân Đằng lại chênh lệch quá lớn. Xác suất thành công thực tinh thảo trăm nhánh cao hơn rất nhiều. Ma Vân Đằng lần này chỉ có xác suất 50% mà lại mất số vật liệu không biết hơn bao nhiêu lần. Ma Vân Đằng đã tới một bước cuối cùng. Uy áp vô hình phủ xuống. Vốn La Phong mặc hắc y đứng xa xa giữa không trung, vì luồng uy áp đã bị rơi xuống một vùng xa xôi trên bình nguyên, ngã xoài xuống đất. Uy áp của bản nguyên vũ trụ. La Phong mặc hắc y lộ ra vẻ vui mừng. Thành công rồi. Ý thức nối vào vũ trụ bản nguyên chi địa. Quy luật bản nguyên phủ xuống. Lúc này, sinh mạng phá vỡ giới hạn, từ bây giờ đã trở thành bất hủ. Thần lực bất hủ ẩn chứa quy luật hệ mục vô cùng vô tận không ngừng tràn vào trong cơ thể Ma Vân Đằng. Ma Vân Đằng kim sắc bắt đầu điên cuồng hấp thu thần lực bất hủ. Đây là một cơ hội duy nhất khi đột phá thành bất hủ, có thể được cung ứng năng lượng vô hạn từ vũ trụ bản nguyên chi địa. Còn lực thế giới của bản thân Ma Vân Đằng dung hợp với quy luật đầy đủ, cũng hóa thành thần lực bất hủ hệ mộc. Năng lượng lột xác. Thân thể lột xác. Sinh mạng ấn ký Ma Vân Đằng cũng nhanh chóng dung nhập vào từng phần thần lực bất hủ. Từ bây giờ, thần lực bất hủ không còn là thần lực bất hủ vô chủ, chúng đều đã thành sinh mạng ấn ký của Ma Vân. Cho dù thân thể vỡ vụn, phân chia thành thần lực bất hủ cũng vẫn thuộc về Ma Vân Đằng, hoàn toàn có thể ngưng tụ lại. Dung nhập mỗi phần thần lực, dung nhập từng tế bào bất hủ thân thể, dung nhập rất sâu, đâu đâu cũng có dấu vết sinh mạng ấn ký. Còn một chút mảnh vỡ là có thể tái sinh. Là bất tử chi thân rồi. La Phong mặc hắc y xa xa nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt đầy vẻ hưng phấn. Uy áp bản nguyên vũ trụ dần dần tiêu tan. Ma Vân Đằng khổng lồ tràn ngập vài chục vạn km, nhìn như trong suốt lấp lánh, lại nhẹ nhàng như nước, không ngừng biến ảo đủ màu sắc. Kim sắc, màu bạc, màu tím, màu đen, màu xanh lá, màu xanh lam. Màu sắc biến ảo, uy áp từ thần thể khổng lồ cũng dần dần thu liễm, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy run sợ. Tất cả đều bình tĩnh lại. Ma Vân Đằng nhanh chóng thu nhỏ lại, hình thành một cây leo cao chỉ vài thước, trong suốt. La Phong mặc hắc y bay tới, đứng bên cạnh Ma Vân Đằng, đưa tay nhẹ nhẹ xoa dây leo, cười nói. Chúc mừng ngươi, Ma Vân. Cảm ơn chủ nhân. Ma Vân Đằng truyền đến thanh âm rất ôn hòa. Ngươi chuẩn bị khi nào thì kiến tạo thần quốc? La Phong hỏi. Thực tinh đã kiến tạo thần quốc rồi. Chủ nhân cũng thông qua thần quốc của thực tinh tùy thời truyền tống. Ta tạm thời không vội. Đợi khi chủ nhân có đủ thời gian, sẽ đi tìm một chỗ, để thể nội thế giới của ta dung hợp với một mảnh vỡ không gian, hóa thành thần quốc. Ma Vân Đằng dùng ý thức trao đổi với La Phong, thanh âm nói chuyện rất ôn hòa, cũng miêu tả rất rõ. La Phong càng vui vẻ hơn. Nói thật, Ma Vân Đằng theo mình từ địa cầu, lang bạt lâu như vậy, lần lượt trải qua hiểm cảnh. Ma Vân Đằng đã từng liều mạng chiến đấu cho mình. Nói về cảm tình, nhất là việc mình cùng Ma Vân Đằng cùng trưởng thành, đều như một huynh đệ cực tốt. Mình đương nhiên có cảm tình với Ma Vân Đằng hơn thực tinh thảo nhiều. Lúc trước thực tinh thảo trở thành bất hủ, La Phong rất vui vì có một trợ thủ cường lực. Còn lúc này, hắn lại có một loại cảm giác hảo hữu mình đã trở thành bất hủ, vui cho huynh đệ hảo hữu. Không sao đâu, cũng không cần lo về chút thời gian đó đâu. Đợt lát nữa xuyên toa vũ trụ, tìm một chỗ vắng vẻ an toàn, thông qua thực tinh thần quốc, truyền tống thần quốc, lựa chọn cho ngươi một vị trí thích hợp để làm nơi đặt thần quốc. La Phong nói. Cảm ơn chủ nhân. Thanh âm Ma Vân vẫn rất ôn hòa. La Phong càng thêm vui vẻ. Năm đó sư phụ đào tạo Ma Vân Đằng 108 nhánh chủ, sau khi đạt tới bất hủ,
tương đương với mức phong hầu sơ cấp. Còn cây của La Phong có 216 nhánh chủ, sau khi đạt tới bất hủ lại tương đương với trình độ phong hầu đỉnh cao. Hơn nữa vì bản thân có tính dẻo dai 10 phần, sức mạnh thân thể rất mạnh, tuy chỉ là phong hầu đỉnh cao, nhưng sức mạnh thân thể lại có thể sánh ngang với phong vương sơ cấp nhân loại. Đến đây thì cũng khép lại tập 235 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.